Rồi ok, xin chào các bác. Thì nhiều anh em dùng Android ấy, nhưng mà lại thích nó cứ kiểu kiểu giống iPhone ấy. Cũng không hiểu tại sao. Tại sao các bác không mua sửa iPhone đi cho nhanh. Thì nay em giới thiệu cho các bác biết được một cái tính năng của bọn iPhone ấy. Đó là cái tính năng mà khi cứ nhận thông báo mà nó làm sáng cái màn hình lên ấy. Thì thực ra ấy, LG nhà mình cũng có này này. Nhưng mà nó chỉ là như này thôi. Các bác có thể vào cái đặt này. Các bác vào cái đặt này. Các bác vào cái phần thông báo này. Đó, và các bác vào cái phần thông báo tóm tắt này này. Cái này thì ở Android 10 hay Android 11 đều có hết nhé. Thì đây nó sẽ có hai cái dạng cho các bác xem này. Thì thứ nhất cái dạng gọi là cái dạng dạng tạo bong bóng này này, thì nó sẽ hiển thị một cái bong bóng ở cái phần trên này này. Đấy, em thử từng cái cho các bác xem nhé. Thứ nhất là ví dụ tắt đi như này nhé, tắt đi không có cái gì nhé. Đây, tắt đi không có gì. Thì khi mà gửi tin nhắn đến nó sẽ như thế nào? Đây, em sẽ gửi một tin nhắn đến đây nhé. Đấy, đó thì nó chỉ thông báo và nó chỉ hiển thị ở chỗ này thôi. Đó, hiển thị chỗ này thôi nhé. Rồi em sẽ mở lên. Đó, và em sẽ bật từng cái lên để cho các bác biết được nó như thế nào. Đó, thì khi các bác bật cái dạng bong bóng này lên này, bật lên này. Đấy thì nó sẽ hiển thị ở chỗ này này, một cái dạng bong bóng ở chỗ này này. Đây em tắt đi thử cho các bác xem luôn nhé. Đây, đó nó sẽ lên ở chỗ này nữa các bác, thấy không? Nó sẽ lên một cái dạng bong bóng ở trên chỗ này nữa. Rồi tiếp theo là một cái nữa, đó là đây thông báo tóm tắt đây. Các bác bật cái slide này lên này, bật lên đó. Thì khi các bác bật lên như thế này nó sẽ chạy một cái đường 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 gọi đường sáng ấy, nó không phải là led đâu, nó là đường sáng vòng quanh cái dọc cái viền máy đây này. Để em thử nghiệm cho các bác là các bác hiểu ngay ấy. Đây, đó các bác thấy không, nó chạy dọc 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 quanh cái viền máy như vậy. Đây chỉ là cái hiệu ứng thôi nhé, chứ không phải là cái đèn led gì đâu, cho nên các bác đừng hiểu lầm. Đó, chạy lại này. Đấy, nó sẽ chạy dọc dọc như vậy. Đó, rồi đấy thì là cái thông báo mặc định của LG, thì nó có hai cái thứ đấy, hai cái thứ mà em vừa giới thiệu cho các bác đấy. Tuy nhiên thì nó lại không sáng hẳn cái màn hình lên, đó nó không sáng hẳn màn hình lên các bác ạ. Cho nên bây giờ em sẽ thử cài một cái app thứ ba nữa xem là nó có cho được cái dạng là sáng màn hình như của bên iPhone hay không. Thì cái app đấy em tìm hiểu trên mạng thì hay anh em hay dùng cái app là cái app Glim gì đó, Glim đúng rồi. Đây, cái app đầu tiên này này, đó cái app này này. Đấy thì các bác cài ra, em sẽ cài từ đầu cho các bác xem nó thế nào nhé. Các bác cứ chờ một chút thôi. Đó, đó thì cái xong rồi đấy bác đấy. Đây cái app của nó đây, thì lần đầu tiên các bác vào app xem nó báo cái gì. Đó thì nó sẽ bắt các bác cấp một số quyền cho nó. Đây ví dụ cấp quyền này, thì các bác bật lên đấy, thì các bác vào nó đưa các bác đến chỗ này thì các bác bật nó lên thôi. Đây này, các bác cho phép nó rồi, cho phép nó luôn. Ok đó, thì khi mà cho phép nó xong rồi nó sẽ cho các bác kiểm tra luôn này này. Đấy nhá, ví dụ các bác kiểm tra sau 5 giây nó sẽ sáng lên ngay. Đấy, các bác chờ thì xem nào. Đó, đó đây, đây là nó đang thử test kiểm tra thôi. Còn bây giờ em sẽ thử thực tế xem thế nào nhé. Rồi, ok. Trong này nó có mấy cái setting ý, thì trước tiên em cũng chưa setting vội nhé. Chưa setting gì hết. Em không quan tâm nó xem là bây giờ nó đã được chưa. Bây giờ đang tắt màn hình đấy nhé. Bật lên này. Đó, đấy các bác thấy không? Nó sẽ sáng màn hình như vậy. Tuy nhiên ấy thì em cũng các bác cũng sẽ bị không thấy được là nó hiển thị cái gì đúng không? Nó không hiển thị được cái nội dung của cái tin nhắn là gì. Thì em thực sự là từ vào đây tìm xem mà nó có cái hiển thị cái tin nhắn đây không. Thì đây nó cũng có tiếng Việt đấy các bác. Chế độ bỏ túi cái thứ đây. Thì đây nó có tất cả đều là tiếng Việt cả đây. Đó. Thì đây là chế độ bỏ túi, bật cái chế độ này để ngăn màn hình bật khi đang ở trong túi, có nghĩa là khi các bác để cái điện thoại này trong túi ấy, thì khi mà tin nhắn tới ấy, thì nó sẽ không bật cái màn hình lên đâu.
Đây ví dụ nhé, ví dụ em không bật nhé, ví dụ em không bật cái đấy này, mà ví dụ để trong màn hình, để trong túi chẳng hạn như thế này chẳng hạn, các bác chờ tí để cho nó tắt cái màn hình đi. Cái con Wing nó đấy, ví dụ như các bạn để trong túi như này nhé, đen xì lì như này đúng không, coi như là tắt màn hình rồi, thì các bác có thông báo tới này. Đấy, em bật thông báo đấy, em vừa gửi tin nhắn đấy. Đó đấy, bình thường thì nó cũng chẳng sao cả. Đấy đây em gửi lại một tin nhắn nữa này. Đấy, em lấy cái máy này em gửi tin nhắn sang đó thì nó cũng chẳng làm sao cả. Đấy đấy thì nó vẫn không bật đó, nó vẫn không bật đâu đó, thấy không các bác. Thì em bỏ này ra thì vừa rồi đấy các bác thấy nó, ví dụ như mình bỏ ở trong 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 túi quần ấy thì nó cũng chẳng bật sáng màn hình đâu. Thử bật cái này lên nhé. Đấy, bật cái này lên. Từ từ đã, nghĩa trả lời tin nhắn cho nó hết cái thông báo đi đã. Ok. Đấy, giả sử như mình bật lên rồi và mình bỏ trong túi quần như thế này. Đấy, các bạn chờ tí để cho nó tắt màn hình. À, cái con Wing này nó khi mà cài cái app này tự nhiên nó tắt màn hình hơi lâu các bạn. Đấy, rồi, bây giờ em sẽ thử gửi thông báo nhé, gửi tin nhắn sang nhé. Đấy, gửi sang này. Đấy nó cũng thế thôi, nó chẳng làm sao cả, cho nên cái đấy như là nó đang đang có liên quan đến cả hệ thống nữa, cho nên nó không quan trọng. Rồi các bác cứ mò ở trong app này thôi, nó chỉ là cái app bình thường dễ mò thôi mà, hơn nữa nó còn có tiếng Việt nữa, cho nên tắt lại được chẳng sao cả. Rồi phát hiện chuyển động này thì đấy thôi, cái này thì chẳng cần test, kệ nó đi. Giờ yên tĩnh này thì các bác hẹn giờ cho nó thôi, ví dụ như buổi tối các bác không muốn nó sáng mình thì các bác hẹn giờ cho nó thôi, cái này thì không quan trọng mấy. Ở đây có cái quan trọng này này, thì chỗ này ấy, để các bác chọn cái app nào các bác cho nó thông báo ấy. Ví dụ các bác không muốn cho cái app Messenger này nó thông báo sáng màn hình lên ấy, thì các bác chọn nó. Đấy, nó sẽ sang bên này. Đấy ví dụ nhé, đấy app Messenger này nhé, thì đây em sẽ sử dụng cái app Messenger em gửi tin nhắn lại xem là nó có sáng màn hình lên không. Đó đó thì nó không sáng màn hình nha các bác. Đấy nó không sáng màn hình vì mình vừa chặn nó rồi. Rồi thử lại nhé, thử gỡ nó ra nhé. Đấy gỡ nó rồi đấy, gửi tin nhắn lại xem nào. Đấy nó lại sáng lại rồi, ok, cái đấy thì nó hoạt động ổn định được rồi. Xem còn cái tính năng nào nữa không nào. Cái màn hình khóa này à, thì đây là cái đây này, màn hình khóa này đấy, thì các bác nó sẽ cho các bác sáng trong vòng mấy giây ấy, kiểu kiểu thế. Đây là ví dụ như 1 giây này, 10 giây, 30 giây hoặc 30 phút này, thì chỗ này đã chắc tầm khoảng 5 giây gì đấy thôi, cái này thì nó cũng không quan trọng đó. Còn mấy cái này thì phát hiện chuyển động này thôi cũng chẳng quan trọng mấy. Nói chung là đấy em tìm, nói chung là các bác cứ, tại vì em cũng sử dụng cái app này một thời gian rồi nhưng mà em không thấy tìm ở chỗ nào để mà thấy được cái kiểu là nó hiển thị cái tin nhắn nhưng mà nó lại kèm cả nội dung ấy. Ví dụ như nó không chỉ hiển thị là một cái bong bóng Messenger đâu mà nó hiển thị cả phần nội dung một tí nữa ấy. Thì em thấy hiện tại là chưa thấy, và các app thì em thấy cũng chưa có app nào ở bên Android làm được. Thì không biết các bác nào mà có biết cái app Android nào ấy mà hiển thị cái thông báo ấy, mà nó có hiển thị cả cái nội dung của thông báo đấy nữa ấy, thì các bác chia sẻ phía dưới nhé. Còn chưa, gần bây giờ hiện tại em trong cái app này thì em chưa tìm thấy. Đấy thì hiện tại cái app này ấy, xem là còn cái gì nữa nào. À ở cái chỗ này nữa này, em thấy cái chỗ này nè, Only When Tracking này, thì khi mà các bác đây này, thử luôn cho các bác xem nhé. Đây này thì thử luôn cho các bác là bật cái này lên. Đây này, khi mà sạc ấy, đây ví dụ khi không sạc xem thế nào nhé. Đây khi không sạc này. Đó. Đó, khi không sạc ấy thì nó cũng chẳng báo gì cả, nó cũng chẳng hiển thị cái sáng màn hình lên ấy. Đây em thử cắm sạc nhé, cắm sạc xem nó thế nào. Đó cắm sạc rồi đấy, thấy đang hiển thị sạc rồi nhé, hiển thị sạc nhanh rồi nhé. Bây giờ sẽ thử
nhắn tin tới. Đó, có nghĩa là cái bây giờ cái chức năng vừa rồi ấy, để lại chỗ này cũng nữa nha. Cái chức năng vừa rồi ấy, chức năng này này. Đây. Cái chức năng này ấy, có nghĩa là cái app này nó chỉ thông báo khi mà đang sạc thôi, còn lúc mà không sạc ấy thì nó sẽ không làm gì cả. Đấy, cái này nó cũng bình thường thôi. Cái này thì tắt đi. Đó. Nói chung là cái app này thì nó cũng rất là dở hơi, có lúc thì là tiếng Việt thì có lúc là tiếng Anh, chả hiểu kiểu gì. Thì mới đây mới chỉ là cái giao diện hệ thống này, ngôn ngữ này, thì ngôn ngữ mình chọn tiếng Việt thôi. Thì lúc nãy nó cũng là tiếng Việt rồi mà. Đấy. Không còn cái gì nữa không thôi, chứ thực ra thì mấy cái chỗ này tiếng Anh thì các bác em cũng đã thử dịch rồi, nhưng mà cũng chả cái chỗ nào mà nó bảo là có thể hiển thị kèm cái nội dung của tin nhắn đấy nữa. Cho nên là hiện tại thì cái app này em chỉ sử dụng mỗi cái là nó sáng màn hình lên thôi, có nghĩa khi có thông báo, bất kỳ một thông báo nào đó thì nó sáng màn hình lên thôi, chứ còn nó cũng không có tác dụng là hiển thị cái nội dung tin nhắn nữa. Thì nếu như các bác nào biết đấy thì chia sẻ về dưới giúp em nhé. Rồi ok, thì đấy là cái app để mà các bác nếu mà như nó muốn thông báo giống như kiểu bọn iPhone ấy, thì các bác dùng cái app này cũng được, nó sáng màn hình lên cũng khá là ổn. Đấy, còn bình thường thì em cũng chẳng dùng cái app này đâu, tại vì thứ nhất là nó sáng màn hình lên cũng chẳng để làm cái gì cả, cho nên là em cũng cũng gỡ nó thôi. À, tiện thể gỡ cái app này thì giới thiệu cho các bác biết được một chút về 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 gọi là cái gọi là xóa data trên LG ấy. Tại vì nhiều bác ấy, em nhắn tin cho em ấy bảo là lỗi này lỗi kia ấy, rồi em bảo là bác thử xóa cái data của cái app đấy đi ấy. Thì các bác chẳng biết xóa data là như nào, thì đây đây là cái cách để mà các xóa data nhé. Thì các bác nhấn giữ vào cái app đấy, các bác chọn cái thông tin về ứng dụng, hoặc là nhấn, hoặc là nó không có cái chữ này ấy, thì nó có cái chữ y ấy, chữ y đây này đó, thì các bác nhấn vào đó. Khi các bác nhấn vào đây được rồi, vào đến đây rồi, thì các bác vào cái phần bộ lưu trữ này này, nhấn vào phần bộ lưu trữ này đấy. Thì chỗ cái phần này ấy, cái xóa capture và xóa dữ liệu đây đây gọi là chính là xóa data nhé. Chứ các bác nhiều khi các bác cái những cái rất đơn giản như này các bác không biết, nhưng là nhiều khi chỉ rất là khó. Thì các bác chỉ cần xóa capture này, xóa dữ liệu đi, ok, như vậy là các bác đã thực hiện cái việc mà xóa data cái app đấy đi nhé. Đấy, bất kỳ cái app nào cũng thế thôi. Đấy, thì khi mà các bác xóa như vậy thì app ấy nó sẽ trở về cái dạng, khi các bác trở về cái dạng như kiểu là các bác vừa mới cài cái app đấy ra ấy, nó chưa có một cái thông tin, chưa có đăng nhập gì, chưa có một cái cài đặt gì cho cái app đấy, cho nên các bác gọi là xóa data hoặc dạng xóa dữ liệu cũng thế thôi. Đấy, thì nó rất đơn giản như thế thôi. Thì cái app này em sẽ không dùng, em không dùng nên em cũng vừa xóa data đi đấy, và em sẽ gỡ cái đặt đó luôn đấy. Cái app này chỉ giới thiệu cho các bác thôi đấy, cho nên là bình thường thì thực sự là bình thường thì em cũng ít khi để cho cái máy nó thông báo nhiều lắm. Em chỉ có để cho nó thực sự cái dạng bong bóng này em cũng không cần, cái sideline này em cũng không cần luôn, em chỉ cần nó kêu thôi, chứ không cần nó phải sáng lên, cũng không cần nó phải chạy led, chạy hiệu ứng dọc cái viền như này đấy. Cho nên các bạn nào thích thì dùng thôi. Rồi ok, chào các bác nhé.